Ờ, chào quý khán giả, thì nhìn từ xa thấy cô Tư xách một cái bao với một cái phích nước, không biết là cô Tư đi đâu về nè. Em chút xíu để ghi hình cho tất cả cô chú anh chị để cùng biết. Chào cô Tư, đâu về vậy? Trời ơi, chết cho mất tiêu mà tới bây giờ mới thấy nè. Tiền á. Đâu vậy cô Tư? Lão quốc sao rồi nè. Rồi mới gặp ta, chứ gì cho ta chết rồi. Ừ. Đi đâu về vậy? Hả? Đi chai con. Nó còn nước lớn nó khép cánh rồi, nó khép cấm rồi. Cái gì cô Tư đi, cô Tư đi thăm bạn trai gì hả? Đi đụng với trai. Dạ, bạn trai hay gia trai? Đụng gia trai. Vậy hả? Tớ tưởng đâu đi gặp bạn trai. Sao lúc nào bây giờ đi quay đâu hết? Lâu quá không thấy con. Đi Campuchia mới về không Tư? Đi Campuchia chưa vậy? Dạ. Đi cưới vợ nhỏ hay gì hả? Cưới vợ nhỏ. Quá động không? Đâu mất có mấy tháng đúng không? Không Tư. Nhớ con không? Cũng 3 tháng mấy rồi. Nhớ con không? Nhớ á. Con tên gì? Tên thằng Lũng luôn, bể vậy ai biết. Tên gì, tên gì? Thằng nó ở đâu lạ quá là quen con cũng quá trời vậy đó. Bữa nay họp mặt rồi đó, trời Tư sáng giờ luôn trời. Bây giờ nãy mới về á hả? Giấc trời của Tư chi vậy? Thì nghe nói Tư lúc này nghe nói là đại gia rồi. Trời ơi. Còn đây tiền góp, tiền đứng, tiền lúm hết trơn. Lúm hết trơn á. Xạo. Vừa nay trúng mánh gì cười tươi quá nè. Vừa nay được bao bao cô Tư? Được 5 bao. 5 bao hả? Ngày 5 bao, đậu mày cấm mày á, rồi nước lớn nó còn chưa, tới nước gầm nó mới mở cống, nó gầm cả 4 giờ đổ lên nó mới mở cống, mới bơi chuồng về đây được. Rồi sao? Rồi cái chuồng đó sao? Chuồng đó làm sao? Bỏ đó luôn hả? Đậu mãi á. Cô Tư vô cổng rồi ngồi. Đi chai, cô Tư rồi lỡ là kẻ gian nó lấy chuồng luôn sao? Không ai lấy đâu. Chắc không đó. Có đâu dễ dùng. Thì cái xuồng ghé đâu? Ghé cống nào đi? Cống mà bắt đây nè. À, cống bắt hả? Đậu ngoại á. Đậu ngoại thật rồi, không bơi. Lâu quá không gặp cô Tư ha. Mấy tháng trời luôn rồi, 3-4 tháng luôn rồi. Bây giờ nó không có mở cống rồi làm sao bơi về được. Chờ nước rồng nó mở cống rồi mới bơi về được. Sáng giờ cơm chưa? Sáng giờ ăn cơm chưa? Chắc chưa nữa. Ăn hai cái bánh dừa rồi là đi đó. Hồi sao mà tự nhiên? Đi vậy mới kịp nước không? Không kịp nước đó. Con đi trễ trễ rồi một cái ha. Ra xong nấu cơm gói theo. Nó khép cống lại là đi không được đó. Ý là xong nấu cơm gói theo. Nó dở thêm mấy lần rồi ăn không được, mệt mình ăn không được không? Rồi. Ừ, cái phích đó phích gì đó? Phích cà phê mà hết rồi, còn có chút gì nữa. Phích này đó Tân nó mua tủ cho cô Tư nè, Mạnh Quân gửi tiền lại đó. Rồi nó mua tủ rồi người ta tặng cho cái phích đó giờ còn đó. Rồi được nhà mới là quên con luôn ha. Trời ơi dễ giàu quên, cô Tư nhớ con chắc là mà muốn vô trong con chơi mà sợ học cách đó. Đi Campuchia mới về đó. Đi chi vậy? Hả? Đi chi vậy? Đi ra ngoài làm ăn. Trời ơi lúc này đi cứ hơi đen hơn một lần thôi. Chứ có vợ nhỏ là đi thay đổi đen vậy. Đen hơn cô Tư luôn rồi lúc này. Đen hơn cô Tư luôn rồi, già hơn luôn. Cô Tư nhớ lắm hả? Nhớ à. Bây giờ em cháu đứa nào vắng là cô Tư cũng nhớ. Quên tên con rồi. Cũng nhớ con nữa, nhớ hết trơn á. Mà tên gì? Con tên gì nè? Tên Vĩnh. Trời ơi, con nhớ. Hay à, cô Tư nhớ hết trơn á con ơi. Em cháu mà nói sao mà không nhớ được. À. À miệng nha mà vắng Minh Dương, cô Tư nhắc Minh Dương không à. Mà lúc mà thằng Tân nó con nhớ không, nó đá banh sao mà cái giò nó nằm nhà thương nó cũng hết cả gần tháng đó. Trời ơi cô Tư tội nghiệp nó, cô Tư khóc nước mắt rớt vậy. Tội nghiệp cháu mình muốn chết luôn à. Tới chừng nó hết rồi cô Tư cũng rất là mừng cho nó đi. Cái chỗ cũng nhờ nó với mấy cái con đồ là mấy người nước ngoài làm sao giúp cho giúp gia mình ra đồ. Cái công ơn của mấy đứa con cô Tư không có quên đâu. Cũng nhờ mấy đứa con mà người ta, mấy người nước ngoài á, biết hoàn cảnh cô Tư khổ làm sao đồ nó, người ta mới cho có này có kia với cho thảo ăn rồi đó. Cô Tư không có chịu phản mấy bà đâu. À, tính ra ngày hôm nay là cũng 2-3 ngày con không có xuống cập nhật. Bữa nay cô Tư nói chung là khác, thay đổi, nói chuyện rất là chững chạc. Hay. Hay em cô Tư? Ừ. Không còn như lúc trước la lối chửi bới người ta. Bỏ rồi.
Thôi bỏ chứ không, cô Tư về đó ở cái giấy tờ của Tư người ta hại, người ta cái tên mà cô Tư vẫn làm lại được. Rồi bữa nay là chỉ còn 3 tuần gửi thôi là người ta làm xong rồi, ta gửi tin bưu điện cho cô Tư mày lưu tú rồi là cô Tư đi đi xe ôm ra mãi lấy à. Tóc gì cái vụ đó? Người mất đi lụm dây chai không, ở nhà ai trông? Bây giờ cô Tư lụm dây chai. Ở nhà ai trông? Cô Tư cái bồn, cô Tư đổi với anh Thủy, lúc cô Tư nó buồn thêm vài trăm nó mới được. Tại vì cái bồn nó là tới 2.000 lít nước là đổi cho nó đi. Chẳng cho nó mua ống, mua đồ, nó biết xài cái đó, cô Tư chắc không có gạch cái vụ đó đâu. Cô Tư không biết xài bồn đó hả? Nó đem ra hai cái lu mũ rồi, chiều nay nó mới đem ra một cái nữa. Rồi đi không sợ mất nhà hả? Như nó kêu buộc tiền. Đi không sợ mất nhà hả? Sao? Đi là không sợ mất nhà hả? Không mất gì đâu. Thì cô Tư đổi với nó rồi, nó đem ra hai cái rồi, chiều nó đem ra một cái nữa. Rồi như kêu nó bù thêm vài trăm nữa, tại vì cái bồn của đó là nếu mà mua mà chợ ra từ cỡ 3 triệu đổ lên à, chứ không có nói rẻ đâu, cái đó nó có 2.000 lít nước lắm. Cô tại vì cô Tư biết sao, nó năn nỉ cô Tư rồi, đổi cho nó đi, cô Tư xài cái dùng ngủ nó gọn. Qua tính ra lâu tháng không gặp, nếu mà câu chuyện chứ còn nhiều lắm, nó còn dài lắm đúng không? Dạ. Kể từ đây tới tối chưa hết nữa. Trời ơi, con Thủy nó hổng, nó quậy cô Tư biết mấy lần, năn nỉ khóc nước mắt cớt rồi thấy tội nghiệp. Thôi kệ nó cũng cho nó ra vô trong nhà nói chuyện chung rồi với nó đi. Cô Tư tha thứ nó không biết nhiều lần, nó khùng muốn chết luôn con nhỏ đó, từ vợ tới chồng nó. Dạ. Trời ơi, nó quậy mỗi lần mình quánh nó, mình rượt nó chạy sao à, cái kiếm chuyện chửi cô Tư, chửi đã, cô Tư không thèm nói chuyện tới nó biết ý cô Tư chân mày. Cái cô Tư không thèm dò mặt, không thèm nói chuyện tới nó. Cái bắt đầu cái ít bữa cái nó lợi nó năn nỉ cô Tư mà nước mắt nó khóc rớt rồi biết sao giờ kệ đi tha thứ nó không cả chục lần rồi đó. Bữa nay còn lên xuống không? Nay bà Thủy còn lên xuống không? Sao? Bà Thủy còn lên xuống với cô Tư không? Mỗi lần còn quậy với nó bây giờ hết dám rồi, nó năn nỉ cô Tư không biết nhiêu lần.